chào hết thảy cô bác anh chị em tuần vừa rồi chúng ta có một tuần phước hạnh không ạ cảm ơn chúa tuần vừa rồi tôi cũng có một thời gian rất là tuyệt vời tôi sẽ hỏi lại câu hỏi mà sáng nay thầy đạt có hỏi chúng tôi buổi sáng anh chị em trong số của chúng ta có ai muốn là người nổi tiếng không ạ ai muốn mình sẽ là người nổi tiếng không ạ chặn lên chứ ta muốn chứ đúng không ạ ta rất là muốn. À, thật ra, thật ra tôi suy nghĩ như này này. Sao chúng ta không không dám nghĩ là chúng ta sẽ là người nổi tiếng? Vì khi mà Chúa dạy tôi ấy, trước đây thì tôi tin Chúa, tôi nghĩ là mình chỉ hầu việc Chúa bình thường thôi, không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ là một cái người nổi tiếng hay nổi danh. Sáng ngày hôm nay thầy đạt có chia sẻ một bài giảng nói đến sự nổi danh hay là người nổi tiếng trở lên một cái người được nổi danh ở trên đất này. Chúa hứa cái điều đấy cho chúng ta rất là nhiều trong kinh thánh, rất nhiều những phân đoạn mà Chúa cứu chúng ta để cho chúng ta được nổi danh và khi mà tôi uh, ánh xong tôi bắt đầu mình nghĩ nghĩ như này anh chị em ạ à, và tôi thấy cái trường hợp cái tình hình ngày nay ấy rất nhiều cơ đốc nhân đi học trường kinh thánh xong cảm ơn chúa là một số người được đi hầu việc chúa còn một số người thì họ đã bỏ cuộc năm học của tôi ấy anh chị em thân thiết trong gia đình của tôi người nhà của tôi bạn bè của tôi đa số họ học xong họ rất là nóng cháy trong chúa nhưng sau đó thì họ chạy theo cái tiếng gọi của đồng tiền và khi mà tôi được đứng như ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng là tại sao mình không nghĩ là sau này mình cuộc đời của mình để mình trở nên một cái người làm được điều gì đấy cho Chúa. Bởi vì sao? Những anh chị em họ đã bỏ cuộc, họ đi, họ kiếm tiền. Tôi nhìn thấy ngày nay rất nhiều anh chị em khi mà học cùng khóa với tôi họ nóng cháy, họ giảng lời Chúa mạnh mẽ lắm. Nhưng bây giờ tất cả họ đều đã bỏ cỏ, không đi hội thánh họ đã đi kiếm tiền. Và tôi nghĩ rằng kiếm tiền như vậy để làm cái gì? Kiếm tiền để nhiều để làm gì? Và sau đó thì có thể có tiền tỷ nhiều nhà nhiều đất sau đó thì qua đời để lại cho con cái của mình đúng không ạ hết và để lại được cái gì cho xã hội này hay không và chúa dạy tôi là mình ở trong chúa mình để lại được sau này mình qua đời mình để lại được cái gì đấy mới là cái điều quan trọng nhất mà mình cần tìm hiểu và tôi đã từng dám nghĩ anh em ạ tôi thực ra tôi là một cái người học hành thì cũng bình thường thôi văn thì lúc nào năm sáu điểm chả hơn được thế nhưng mà tôi có một cái ao ước tôi dám nghĩ như vậy đấy tôi nói với Chúa rằng Chúa con muốn cả đời con hầu việc Chúa và tôi có những đứa con trai như này tôi đã nghĩ đến tương lai của chúng tôi đã nghĩ đến dòng dõi của tôi sau này đến những cái thế hệ cháu chắt chút chít của tôi tôi đã nghĩ đến và tôi đã cầu nguyện và tôi nói rằng Chúa con muốn cả cuộc đời của con đến kết thúc con sẽ để lại sản phẩm thuộc linh cho chúng nó Amen chị em chúng ta để lại tiền tiền tỷ những ngôi nhà thì chúng nó cũng tiêu rồi chúng nó cũng hết rồi cuối cùng chúng ta không được ghi nhớ lại nhưng khi chúng ta để lại cái sản phẩm thuộc linh cho đời con mình đời cháu mình chắc chắn tên của chúng ta vẫn được ghi danh amen ạ sáng nay thầy đạt có nhắc đến điều đó và tôi thấy đúng anh chị em ạ tôi nói với chúa rằng chúa ơi, cuộc đời của con con muốn để lại một cái gì đó để lại cái gì đó cho con cái hay là cho rất nhiều thế hệ trẻ sau này chúng ta sống chúng ta phải nghĩ đến cái mục đích đó amen anh chị em và sáng nay tôi cũng học được một cái điều nữa đó là khi mà thầy đạt có hỏi rằng à, thầy đạt có nói một câu rằng chúng ta ở trong chúa chúng ta được sự tự do và tôi suy ngẫm anh chị em ơi chúng ta có thực sự được tự do hay không ạ và tôi đọc một phân đoạn kinh thánh này cho anh chị em nghe nhé khi mà tôi thờ phượng chúa sáng nay ấy, thì chúa có dạy dỗ tôi điều này ở trong hai philip chương 2 câu 19 có chép như này ạ họ hứa hẹn sẽ đưa những người ấy đến tự do trong khi chính họ đang là những nô lệ của sự băng hoại vì ai bị điều gì khống chế là nô lệ cho điều ấy. Khi mà sáng nay cái sự tự do ấy, cái lời cái câu tự do đánh động lòng của tôi. Chúng ta thực sự có được tự do hay không? Và đây ạ, họ hứa hẹn đưa những người ấy đến tự do trong khi họ thì làm sao đang là những nô lệ của điều đấy. Và nhiều khi tôi đi chia sẻ hay là chúng ta đi chia sẻ lời Chúa cho người nào đó, cho ai đó chúng ta hứa hẹn với họ là tin Chúa đi, tự do lắm, tự do về tài chính, phước hạnh rồi rất nhiều. Nhưng câu kinh thánh này nói rằng là trong khi chính họ lại bị khống chế nô lệ cho điều ấy và tôi suy nghĩ rất nhiều tôi tớ chúa ngày nay anh em của chúng ta vướng mắc trong nợ lần khó khăn hôn nhân gia đình rồi tất cả mọi cái và cái gì đang chúng ta đang vướng thì chúng ta đang là nô lệ cho cái điều đấy đúng không, anh chị em và khi sáng nay cái sự tự do đánh động vào lòng của tôi và tôi nói rằng đúng vậy chưa trong chúa chúng con phải có sự tự do và tôi bắt đầu mới nhìn thấy rằng cám ơn chúa khi con đang sống trong một cái kể cả chúng ta sống anh chị em phải lên chú ý một cái điều như này chúng ta đang sống trong cái nan đề nào khó khăn về tài chính nợ nần con cái gia đình hạnh phúc hôn nhân tất cả những cái đấy có trong cuộc sống của chúng ta đó là nan đề nhưng mà chúng ta sống có được tự do trong cái nan đề đấy hay không đúng không ạ sáng nay chưa cho tôi nhìn thấy ô mình đang được tự do trong tất cả những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình quan trọng là cái tấm lòng của mình có được tự do hay không và cái kẻ thù của chúng ta ở đây cái điều khống chế của chúng ta ở đây đó là cái sự lo lắng đúng ạ và chúa dạy tôi rằng trong cái nan đề này chúng ta cần phải được tự do và chúa dạy tôi nữa nè em ơi chúng ta ngày hôm nay cần phải giải phóng tất cả mọi điều amen anh chị em và điều hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn anh chị em một điều rất là tuyệt vời mà tôi học được ở trong chúa nguyên tắc khi mà tôi dự uh, thời gian hôm nay không phải là cái buổi tôi sẽ chia sẻ với anh chị em mà là một sự thiện mà uh, cái buổi thứ ba khi tôi vào uh, zoom cầu nguyện cùng với hội thánh ấy đúng cái lúc tôi vào thì mục sư thượng nhận à, mục mục sư nhượng có nói một câu như này mục sư nói như này hội thánh anh chị em đang thiếu cái gì anh chị em hãy giảng về cái đó và tôi nghe đúng câu đấy cái tôi nhắn tin luôn cho chồng của tôi tại vì chồng tôi có nhờ tôi chia sẻ buổi ngày hôm nay thì tôi nói rằng là tháng này em đã chia sẻ nhiều rồi em em không muốn chia sẻ tiếp nữa nhưng khi tôi nghe được cái câu của mục sư nhượng nói như vậy thì tôi nói tôi nhắn tin cho chồng tôi anh ơi, để đấy, để em chia sẻ cho. Bởi vì tôi được một cái lời của mục sư nhượng nói rằng hội thánh của anh chị em đang thiếu cái gì, anh chị em hãy chia sẻ về cái đó. Và tôi nhìn thấy tình hình chung rất nhiều anh chị em của chúng ta đang là nô lệ cho sự nợ lần, túng thiếu. Và tôi nhìn thấy cái điều đấy và tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với tất cả anh chị em. À, xin anh chị em cùng nhau dở với tôi trong uh, Mark chương 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 30 đến câu 44. Nếu mà chiếu được thì tôi rất muốn anh chị em tập trung vào đọc câu chuyện này cùng với tôi ạ. À, câu chuyện này anh chị em đã được nghe rất là nhiều lần rồi. Tôi muốn anh chị em tập trung để cùng nhau học cái phân đoạn này cùng với tôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy những nguyên tắc vàng được. Hắc chương 6. Từ câu 30 đến câu 44 anh chị em nếu cộng đây có trên này rồi ạ ta cùng nhau đọc đồng thanh đúng không ạ 2, 3 các sứ đồ tụ họp chung quanh đức chúa giêsu tượng trình với ngài mọi việc họ đã làm và dạy họ ai bảo các sứ đồ các con hãy đi tẽ vào nơi thanh vắng ơi một lúc thì kẻ qua người lại quá đông nên ngài và các sứ đồ không có thì giờ để ăn vậy thầy cho cùng xuống thuyền đi tẽ vào nơi thanh vắng. Nhiều người thấy thì nhận ra Đức Chúa Giêsu và các môn đồ nên từ khắp các thành họ chạy bộ theo và đã đến đó trước. Vừa ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì cảm thương họ vì họ như chiên không có người chăn. Hãy bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài. Ơi này hoang vắng mà trời đã chiều rồi, ấy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc, lân cận mua thức ăn. Nhưng Ngài bảo, chính các con hãy cho họ ăn. Ôn đồ thưa rằng, chúng con phải đi mua đến 200 đơn vị bánh cho họ ăn sao. Ngài bảo, hãy đi xem các con có bao nhiêu bánh. Sau khi xem xét các môn đồ thưa, có 5 cái bánh và hai con cá Ai bảo các môn đồ sắp xếp dân chúng ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng nhóm, nhóm một trăm, nhóm năm chục. Đức Chúa Giêsu lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ bánh và trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. Ai cũng chia hai con cá cho mọi người. Một câu cuối nữa hình như là, dạ và người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại và số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Vân đoạn kinh thánh này chúng ta đã được rất nhiều mục sư giảng cho chúng ta rồi anh chị em ạ. À. Nhưng mà khi mà gần đấy tôi nghiên cứu cái phân đoạn kinh thánh này và tôi phát hiện ra rất là nhiều những cái nguyên tắc vàng được Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta ở đây ạ. À. ở Điều đầu tiên chúng ta thấy rằng các sứ đồ nhóm lại cùng Chúa Giêsu thuật lại mọi điều mà mình đã làm và dạy cho mọi người thì uh, tóm tắt lại với anh chị em một chút đó là trước đó các môn đồ 12 sứ đồ được Chúa Giêsu sai đi và chúng ta có nhớ rằng khi mà các môn đồ được sai đi thì Chúa dặn là không được mang cái gì đúng không ạ không được mang tiền không được mang vàng bạc không được mang bất kỳ một cái gì áo giày dép tất cả mọi cái các con đi và đi tay không đúng không ạ và đây ạ và họ quay trở lại và họ đang khoe với Chúa là tất cả những gì họ làm là những cái phép lạ mà họ đã làm được và họ đang khoe với Chúa rồi chúng ta thấy thì mà họ quay lại kể câu chuyện như vậy với Chúa thì Chúa mới nói với họ rằng là hãy đi trong ra trong nơi vắng vẻ để để nghỉ ngơi và ăn uống ấy. Nhưng mà vì các môn đồ vì các những người dân và đã biết được những phép lạ Chúa làm trước đó rồi thì họ đi theo Chúa rất là đông. Và cái câu quan trọng này anh chị em này. Rất nhiều người chạy đến với Chúa nhá, nhưng và câu 34 này, bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến. Ở cái bản dịch của tôi là bản dịch, dịch nói rằng ngài động lòng thương xót đến chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ bạn gieo và đức chúa trời nhân cấp amen anh chị em tôi muốn nói ở đây một cái anh chị em để ý vào câu tư giúp tôi ạ bấy giờ đức chúa giêsu ở thuyền bước ra thấy đoàn dân đông lắm thì ngài động lòng thương xót đến à, cái bí quyết đầu tiên mà tôi học được ở đây đó, đó là tính cách của chúa chị em hãy để ý nhá bất kỳ một phép lạ nào mà chúa làm ở trong kinh thánh hãy sâu chuỗi lại mà xem tất cả đều liên quan đến gì ạ? Tính cách của Chúa. Điều đầu tiên đó là tính cách của chúng ta hay là tấm lòng tình yêu thương của chúng ta. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông và động lòng thương xót và thì ngay lập tức gì? Tất cả đều có phép lạ xảy ra. Chúng ta nhìn này. Chúa Chúa làm sao? Chúa khóc. Chúa khóc cho Lazarus -la khi ông bị chết đúng không ạ? Ngài động lòng thương xót và Ngài chảy nước mắt Và sau đó thì Chúa lại làm phép lạ để khiến cho ông ấy sống lại Rồi rất nhiều những câu chuyện là Chúa khiến sống đứa con của người đàn bà quá Khi Chúa đi ngang qua thì thấy một đám tang Và Chúa lại động lòng thương xót, đúng không ạ? Ngài động lòng thương xót thì ngay lập tức thì con người ở trong quan tài được sống lại Chúng ta nhìn thấy đây nhé, thể hiện một cái tính cách của Chúa Giêsu khi mà có phép lạ Bất kỳ phép lạ nào đều luôn luôn có một cái tấm lòng của Chúa ở đây ạ Đó là sự thương xót tấm lòng hay con tôi còn gọi đó là tính cách của một con người nếu như chúng ta gieo chúng ta dâng hiến chúng ta làm bất kỳ điều gì đó nếu như không xuất phát bởi lòng thương xót em nghĩ rằng là có đẹp lòng chúa không ạ đây là chúa của chúng ta chúa dạy chúng ta đấy. bắt đầu tôi tìm hiểu rất rất nhiều những câu chuyện rồi chúa chữa lành người phung đến với chúa hỏi chúa rằng là chúa ơi ngài có khứng để cho con được lành không thì đức chúa giêsu lại động lòng thương xót và ngài lại chữa lành cho người đó liên quan đến tính cách của ngài thì bắt đầu phép lạ được xảy ra nếu như chúng ta trau dồi được tính cách của chúng ta ấy, trở thành một người luôn luôn có tấm lòng thương xót tình yêu thương nhìn thấy nhiều vấn đề trong hội thánh quanh anh chị em của mình chúng ta lại động lòng thương xót thì ngay lập tức tôi tin có phép lạ xảy ra amen anh chị em đấy là điều đầu tiên tôi học được ở trong chúa đó là ngài động lòng thương xót toàn dân đông và đó là cái tính cách mà chúa muốn dạy tất cả chúng ta nên có một cái tính cách nói người đời người ta dùng cái từ là thảo nào đấy tốt tính đấy cái người này rộng rãi đấy tôi để ý rất nhiều anh chị em ạ à, rất nhiều những cái con người ấy, họ có tính rộng rãi rất là thảo và rất là muốn ban ra cho người khác thì tôi luôn luôn thấy phép lạ trên đời sống của họ anh chị em cứ để ý giúp tôi mà xem hay trong hội thánh của chúng ta không không đâu xa đâu ạ tôi rất thấy những anh chị em nào mà họ tấm lòng của họ rời rộng dâng hiến ấy và họ nghe thấy ai bệnh tật ai như nào đó họ sẵn sàng đến họ, họ họ thương xót và họ chúc phước cho người đó thì tôi thấy rất nhiều phép lạ về tài chính đổ trên đời sống của họ anh chị em có để ý mà xem cho nên đây là một cái nguyên tắc tôi phát hiện ra là tất cả những cái phép lạ mà chúa làm ấy luôn luôn liên quan đến câu ngài động lòng thương xót sau đó mới có phép lạ amen chị em chúng ta sẽ thấy cái điều thứ hai đó là nhìn thấy nhu cầu anh chị em biết không khi mà môn đồ ấy thực ra môn đồ đi rất đi rất là mệt rồi và lại phải Chúa Giêsu muốn ăn rồi nhưng mà dân chúng đến đông quá thì ngài lại không ăn được và ngài lại dạy dỗ đúng không ạ ngài dạy dỗ thì đến cái lúc mà đang dạy dỗ thì môn đồ đến đề cập với Chúa là hãy cho dân sự về đi để cho họ còn mua đồ ăn bởi vì thật ra là dân sự à, môn đồ 12 môn đồ của Chúa cũng rất là đói rồi chính Chúa tôi tin là ngài cũng rất là đói và khi mà cái trong cái bản dịch ở trong cái sách Luca ấy, thì nói rằng là Philip chính là cái người đến nói với Chúa Giêsu điều đấy xin hãy cho đoàn dân về đi để cho họ đi tìm đồ ăn mà ăn. Chúng ta thấy ở đây không ạ? Đó là nhìn thấy nhu cầu của người khác, nhìn thấy nhu cầu của đàn dân. Và điều thứ hai này chúng ta luôn chúa dạy tôi một cái điều này. Con hãy nhìn thấy nhu cầu của hội thánh, nhìn thấy nhu cầu của anh chị em của mình, hay là bất kỳ một điều gì đó. Nếu như chúng ta đã nhìn thấy nhu cầu rồi, thì chúng ta hãy vâng lời cái điều Chúa làm. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói gì ạ? Câu tiếp Chúa nói rằng là chính các ngươi phải cho họ ăn đây là một cái mạng lệnh anh chị em ạ bởi vì nếu như tôi tìm tất cả các các cái sách khác thì đều nói rằng là chính các ngươi hãy hay là phải cho họ ăn đây là một cái sự ra lệnh đúng không ạ và philip philip có nói như này này cậu ở trong câu số 37 ấy chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nhiên bánh để cho họ ăn hay sao cái điều này nhá tôi đã thấy phép lại ở cái chỗ này rồi không biết anh chị em có để ý đến không tôi vừa nói đầu tiên á là họ đã khi Chúa Giê-xu sai 12 sứ đồ đi, không cho họ cầm theo cái gì cả. Thế mà sau khi họ quay về họ khoe với Chúa là họ có rất là nhiều uh, phép lạ xảy ra và cuối cùng họ lại có gì có đến 200 đơn yê trong người. Đúng không ạ? Tôi đã nhìn thấy một cái phép lạ ở đây. Khi mà Chúa sai họ đi là con không mang một cái gì đi cả. Thế nhưng mà họ vâng lời đúng không ạ? Họ vâng lời và khi họ về tôi nhìn thấy 200 đơn yê này tôi hỏi Chúa ở đâu ra nhỉ? Rõ ràng khi mà họ đi ra truyền giáo đúng không? Họ đi và vâng lời Chúa thì đây cái 200 đơn yê này chắc chắn là Chúa về ban phước cho họ rồi đúng không ạ? Đó là cách mà họ vâng lời đấy anh chị em ạ. À. Và chúng ta cần phải chú ý kỹ. Và tôi tin 200 đơn nhiên này là họ đã được chúc phước khi mà họ đi truyền giảng. Và họ nói rằng 200 đơn nhiên thì không thể mua được cho, Tinh Thành nói rằng 5.000 người. Nhưng thực ra ấy, người ta, những cái người nhà nghiên cứu họ nói rằng 5.000 người đấy chỉ là những người nam nam thôi. Còn những cái người nữ này, đàn bà, trẻ con này, người ta ước chừng khoảng 20.000 người anh chị em ạ. À. Và 200 đơn nhiên này, ấy, tôi tính với cái cái số tiền hiện tại của người Việt Nam chúng ta hiện nay nhé thì tôi tính đơn giản đây một một đơn như là một ngày công tôi nghĩ là cái số tiền này chỉ mua được khoảng được 600 đến 800 suất ăn cho những cái người ở đây thôi không thể nào mua được hết đến 20.000 người ở đây được cho nên đây là một cái điều bất khả thi không có khả năng và họ nhìn thấy đây là điều không thể làm và tôi chỉ cho anh chị em thấy rằng Philip là cái người phát hiện ra nhu cầu nhưng nhưng mà tại sao ở cái anh chị em nếu đọc bản dịch ở trong Luca ấy thì cái câu chuyện này nói như này này tôi hỏi Philip rằng chúng ta sẽ làm gì lấy gì để cho họ ăn chú thử đúng không ạ chú thử philip nhưng philip lại nói rằng là uh, làm sao mà 200 trăm đơn nhiên có thể mua bánh cho họ ăn được tại sao tôi tìm hiểu về câu chuyện này về ông philip này nhá ông là một trong bốn vị sứ đồ đầu tiên của giê xu gọi ông ấy khi ngài bắt đầu vào chức vụ và ông là một trong bốn vị sứ đồ đầu tiên chứng kiến chúa làm phép lạ đầu tiên khi chúa bước vào ngài làm hóa rượu hóa nước thành rượu đấy là phép lạ đầu tiên chúa làm chính philip là người chứng kiến cái phép lạ đó và chúa thử philip là con chúng ta sẽ lấy gì cho đoàn dân đông này ăn đây và philip nói rằng là chúng ta không thể làm điều gì được chúa thử anh chị em ạ à, bởi vì sao đôi khi chúng ta đã được trải qua những phép lạ rồi chúng ta đã được chúa cho chúng ta nhìn thấy những phép lạ rồi bất khả năng rồi nhưng mà chúng ta lại rất là dễ quên đúng không, anh chị em và chúa nhắc lại cho philip và cuối cùng gì chúa lại hỏi ở tiếp rằng là vậy thì Môn đồ thưa rằng, à, bắt đầu Chúa nói rằng các ngươi có bao nhiêu bánh hãy đi xem thử. thì các môn đồ đi xem thì ở trong uh, chính xác là Luca thì cái người phát hiện ra bánh lại không phải là Philip. Ê, anh rê và đi tìm được năm cái bánh và hai con cá anh chị em ạ. À. Cho nên tôi đang chia sẻ với anh chị em điều thứ hai chúng ta phải nhìn ra nhu cầu và làm theo. Amen chị em. Vâng lời Chúa. Hãy nghĩ đến những phép lạ mà Chúa đã từng làm trước đấy cho anh chị em chúng ta. Rất nhiều người ngày nay ấy, chúng ta nhìn thấy nhu cầu của Hội Thánh chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh chị em chúng ta nhưng chúng ta lại nghĩ rằng con bất khả năng không có khả năng làm mà Chúa dạy tôi điều đấy anh chị em ơi nếu như tôi nhìn thấy anh chị em tôi khó khăn túng thiếu và tôi khi tôi dễ tôi đến với Chúa tôi cầu nguyện Chúa ơi xin hãy sai ai đó đến chúc phước cho người anh em con đi đúng không ạ rất dễ tôi nhìn thấy mẹ tôi ví dụ thế tôi thương xót mẹ của tôi tôi nói Chúa ơi xin hãy làm phép lạ và người nào đó hãy đến chúc phước cho mẹ con đi rất dễ giống như Philip ở đây đúng không ạ nhưng mà thực ra Chúa lại nói rằng chính các ngươi hãy cho họ ăn chính con phải làm điều đó à, tại sao chúa con không thể đúng không ạ trong câu chuyện này họ không thể bởi vì họ có mỗi 200 trăm như thế thôi làm sao họ cho người này người ăn được nhưng chúa nói chính các ngươi phải 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 hay là hãy cho họ ăn chính các con hãy dâng điều tốt nhất cho họ và chúa dạy tôi nếu như con không làm điều đầu tiên có thể tôi nói rằng chúa khả năng của con thì chỉ được như vậy thôi bởi vì trong câu chuyện này thật ra chúa dạy chúng ta một cái ngụ ý là tất cả những cái gì tốt nhất hay đang con đang có cái gì trong tay đúng không ạ các con hãy đi xem các con có cái gì và có tất cả chỉ có năm cái bánh thôi và hãy cho đi những cái gì con đang có thực sự là bắt đầu nếu như chúng ta hỏi rằng chúa ơi con có cái gì bắt đầu chúng ta tôi chúa dạy tôi một cái điều như này này nếu con nhìn thấy nan đề của anh em con con hãy làm bước nhỏ nhất đi hãy đến và chúc phước cái bước nhỏ nhất còn cái cái nhu cầu của người đó quá lớn gì chúa sẽ giải quyết bằng cách khi mà tôi bước bắt đầu là một cái quyết định nào đó cho người đó nhỏ thôi nhưng bởi tấm lòng của tôi thì tôi tin rằng Chúa sẽ khiến tục lòng những người khác để chúc phước cho người anh em đó và Chúa sẽ chúc phước cho người anh đó anh em đó theo cách của ngài Amen chị em nên là chúng ta hãy nhớ một cái nguyên tắc ở trong Chúa là chúng ta có cái gì trong tay ừ, anh chị em nhìn đấy tôi nghe có một cái câu chuyện như này ở cái người sắc tộc ấy rất là tuyệt vời họ đi nhóm ấy thì họ luôn luôn đi chân đất không họ đi mấy ngày đường để họ được đi nhóm cơ anh chị em ạ à, những cái buổi hội thảo lớn thì họ rất khao khát và họ đi mấy ngày đường đi bộ và đi chân đất không có giày dép rất nghèo thế trong một cái buổi uh, nghe lời Chúa thì mục sư có chia sẻ rằng là À, nếu như anh chị em có cái gì thì hãy ban ra đi. Hãy xem mình có cái gì. Thế là anh chị em khi mục sư đang giảng ấy thì ở dưới xôn xao hết cả lên. Thì tất cả đều là người rất là nghèo khó rất là người, người dân tộc. Cái người ta mục sư thấy xôn xao mới xuống hỏi chuyện gì thế. Thì hóa ra có một cái cô bé, cô bé cô ấy mới cô ấy bảo là cô mới giải thích rằng là tại vì mục sư giảng như thế, mục sư bảo là hãy xem có cái gì thì hãy dâng lên đi thì con nhìn xung quanh trên người con quần áo thì không cởi được thì cô mới nhìn cô có một đôi dép đôi đôi giày của cô ấy và cô cởi đôi giày của cô ra cô đi lật từng chân của từng người lên cô xem ai vừa đôi giày đấy cô đi dâng cho cái người đấy đôi giày đó đó là cách mà chúng ta nhìn thấy chúng ta có được cái gì chắc chắn chúng ta phải có được cái gì chứ đúng không ạ tôi nhớ cái câu chuyện mà Peter lên đền thờ ấy thì có gặp có người què đúng không ạ và cái người què xin tiền ở đó nói trông mong Peter sẽ cho ông cái điều gì đó thì Peter nói câu gì ạ đúng không ạ những cái điều mà người cần thì ta không có đúng không ạ? nhưng cái gì ta có thì ta sẽ cho người. thì chúng ta đang có cái gì? nguyên tắc vàng, nguyên tắc gieo gặt ở trong Chúa thì luôn luôn là chúng ta có cái gì đó thì hãy gieo ra, đúng không anh chị em? tối thiểu chúng ta phải có một cái gì đó ít nhất là kể cả là đôi dép, đúng không ạ? cách chúng ta dâng hiến thì Đức Chúa trời sẽ làm phép lạ. nếu như chúng ta dâng hiến bằng chúng ta động lòng thương xót thì Ngài sẽ làm những phép lạ. Amen. cho nên hãy khi mà chúng ta nhìn thấy nhu cầu rồi ý, thì hãy làm theo vâng lời Chúa. Được không anh chị em? Rồi điều thứ ba đó là sự vâng lời. Chúng ta thấy ở đây rằng là dân dân 12 sứ đồ của Chúa nha, họ rất là đói và họ tôi tưởng tượng thôi, họ đi tìm được 5 cái bánh và hai con cá thì thực ra anh chị em ơi họ họ nói với Chúa Chúa ơi, dừng lại đi vì thật ra là con cũng đói rồi. Hãy dừng lại đi để cho đoàn dân đi về đi để chúng ta còn ăn uống chứ. À, à, xác thịt của chúng ta luôn luôn là như thế anh em ạ, à. luôn luôn là à, nhìn thấy mình đang đáp ứng cái nhu cầu cho mình trước, còn người khác thì à, tôi nghĩ là khi mà ông đi tìm được năm cái bánh đấy, các ông rất là đói mà không dám ăn vụng đâu bởi vì Chúa biết hết mà đúng không ạ? Nên là họ đã mang năm cái bánh đấy đến trong dâng vào trong tay của Chúa. rồi đây là cái sự vâng lời nha và tôi nhìn thấy một cái tấm gương ở trong kinh thánh khi mà các sứ đồ vâng lời hay không vâng lời ấy. À, tôi sẽ kể với anh chị em câu chuyện ở trong phía rơ răng chương 21 câu 5 câu 5 đến câu 6 tôi đọc với anh chị em thôi Đức Chúa Giêsu phán rằng các con không có chi ăn hết sao thưa rằng không ngài phán rằng hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được vậy các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa chúng ta thấy ở câu chuyện này nhé khi mà Chúa Giêsu quay lại và ngài hỏi các môn đồ rằng các ngươi không có gì ăn à thì họ bảo không mà Phêrô là một người đánh cá rất là giỏi đúng không ạ thì chúng mới nói rằng hãy đánh thả cá thả lưới bên phải thuyền và Führer đã đến và thả cá đúng không ạ ông vâng lời ngay trong khi không không có khả năng bây giờ tôi nói ví dụ một cái người kinh doanh quá giỏi tôi là một kinh doanh giỏi rồi tôi là một người đánh cá quá giỏi tôi biết chỗ đây chắc chắn là không có nước rồi sao Chúa lại bảo tôi ra đấy đúng không ạ chắc chắn là tôi biết là không có thế nhưng mà vì sao ông ấy vâng lời Führer đã vâng lời chúa đấy và ông đã thả một cái mẻ lưới gì ạ nhiều cá đến nỗi không thể kéo được lên nữa đó là phép lạ khi Phê-rơ vâng lời. Rồi tiếp một cái câu chuyện nữa. À, rất nhiều những câu chuyện mà Führer nhá, vâng lời Chúa bằng cách gì ạ? Chính Chúa dùng ông sai ông ấy đi bắt con cá đầu tiên và mạch vạch miệng nó ra tìm được một đồng tiền vàng đúng không chị em? Cách mà chúng ta vâng lời và vâng lời đúng nhá. Bây là chúng ta có khả năng kinh doanh, chúng ta có khả năng bắt cá như Phê-rơ này, nhưng mà đôi khi chúng ta kinh doanh vẫn thất bại đúng không ạ? Chúng ta đi thả lưới vẫn thất bại, nhưng khi mà chúng ta làm theo đúng ý muốn của Chúa ấy, thì chắc chắn cái mẻ lưới này là mẻ lưới rất là thành công. Rồi tiếp tục một cái tấm gương nữa này, tôi kể cho anh chị em nghe. Một cái tấm gương là chàng trai trẻ giàu có, anh chị em có nhớ trong sách Mác ấy, và chàng trai trẻ đến hỏi Chúa như này này, "Chúa ơi, con sẽ làm gì được sự sống đời đời đúng không ạ?" Và Chúa nói gì ạ? À? "Hãy giữ những cái điều răn đó, đừng phạm tội này, đừng phạm tội kia, đủ cái điều răn." Thì chàng trai trẻ mới trả lời rằng là "Con đã giữ cái điều đó từ khi còn nhỏ rồi." Có nghĩa là chàng trai này tôi tin rằng ông ấy là một cái người làm theo luật pháp của Chúa rất trung tín, rất yêu mến Chúa. Và ông đã nói rằng tôi đã, con đã làm hết rồi, vậy thì con còn thiếu gì nữa không?" Tôi nói có ngươi còn thiếu một điều đó là gì ạ hãy đi bán hết gia tài của mình và phân phát cho người nghèo anh 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 chị em ơi ông cái người này có dám làm không ạ không dám làm đúng không ờ, chúng ta nói rằng là chúng chơi tất cả những gì của con là của ngài tất cả những gì của ngài là của con và cuộc đời của con dâng lên cho Chúa nhưng mà đấy người này yêu mến Chúa từ bé nhưng không dám bỏ ra cái tài sản của mình để làm và người người này buôn dâu và bỏ đi Người đàn ông này buồn dâu và bỏ đi nhưng mà anh chị em nhắc trong cái câu chuyện đấy này thì về sau các môn đồ thấy như vậy, thầy chúa nói như này người giàu vào nước thiên đàng thì rất là khó, thế mà môn đồ mới hỏi rằng là chúa nếu mà khó như thế thì ai được cứu, môn đồ hỏi như vậy đấy và Peter là một người rất là mạnh dạn hỏi một cái câu như này rất là hay và không ai dám hỏi luôn, Peter hỏi chúa là chúa ơi, tôi đã chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi được cái gì, chúng tôi được cái gì vì nhìn thấy chàng trai giàu có như vậy đến nói với chúa như vậy, chúa nói rằng là hãy bán hết gia tài đi mà theo ta thì chúa ấy bảo là giàu có thì không được vào nước thiên đàng. Thế người phierơ mới hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy rồi thì chúng tôi sẽ được cái gì? thì ừ, chúng ta thấy câu hỏi này thì thấy thế nào ạ? À? có nên hỏi chúa không ạ? Bình thường thì à, chúng ta có cái sự khiêm nhường đúng không? ai dám hỏi chúa thế? Bây giờ đi theo Chúa, yêu mến Chúa lại, lại đòi hỏi Chúa là phải cho tôi cái gì, ban cho con cái gì, con mới theo Ngài à? Không phải. Nhưng thật ra Peter hỏi rất là khôn ngoan. Và Chúa trả lời ngay đằng sau, cũng trong cái mạch văn của cái chàng trai trẻ thôi. Người chàng trai trẻ này đã vội vã bỏ đi mà không nghe câu đằng sau. Chúa nói như thế này này. Ở trong Mark chương 10, câu 29, câu 30. Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi. Chẳng một người nào vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Amen anh chị em. Chàng trai trẻ này đã bỏ lỡ một cái sự vâng lời Chúa đúng không ạ? Họ đã không lán lại một chút để nghe Chúa nói câu này. Hãy bỏ tất cả, bán hết gia tài của con đi mà cho người nghèo. Điều này là bất khả thi với con rồi Chúa ơi làm sao con làm được điều đấy Và đã không vâng lời Chúa Và ngay sau Chúa hứa thì Hãy những cái người mà đã bỏ những cái điều đấy Thì ngay trong đời này sẽ nhận được 100 lần hơn Đúng không anh chị em Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy đây đó là Sự vâng lời rất là quan trọng khi mà Peter vâng lời Chúa đi đánh cá những cái nơi mà ông ấy ông là một cái người quá kinh nghiệm để đánh cá rồi mà ông thấy rằng là Chúa lại nói đi đánh cá những cái chỗ đấy mà ông vâng lời chúng ta biết nhá cái thời mà các sứ đồ ấy là họ được họ không có thánh linh dẫn dắt như chúng ta ngày nay đâu ạ chính chúa giêsu là người dẫn dắt họ chỉ cho họ phải làm điều gì chúng ta ngày nay không, cũng không có ân điển để được gặp chúa mà chúa dẫn dắt cho chúng ta tưởng tận như thế nhưng chúng ta có đức thánh linh dẫn dắt chúng ta amen anh chị em vì vậy anh chị em ơi hãy hãy làm sao để chúa hãy dẫn dắt con đi để con có một đời sống phước hạnh và ngày hôm nay khi mà tôi thờ phượng chúa tôi thấy rằng chúa nói trong lòng của tôi rằng đã đến lúc chúng ta được thịnh vượng rồi amen chị em đã đến lúc chúng ta phải hiểu điều này rồi và chúng ta thấy không khi mà chúng ta có thánh linh dẫn dắt ấy hãy hỏi Chúa nhé. hãy hỏi Chúa như này tôi tin là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa ý, đôi khi có những người người ta cầu nguyện Chúa dẫn dắt cho họ là phải gieo ở đâu tân hiến ở đâu làm việc như thế nào đi đánh cá như thế nào đấy là Chúa Giêsu hướng dẫn Peter nhưng chúng ta ngày nay có một cái phương 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 pháp mà cầu nguyện này đó chúng ta hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ tôi tin rằng Paulo nói rằng là khi chúng ta cầu nguyện tâm linh chúng ta cầu nguyện nhưng trí khôn của chúng ta lơ lửng và khi tâm linh của chúng ta cứ cầu nguyện thật nhiều tiếng lạ hay là cầu nguyện thật nhiều thì tôi tin là tâm trí sẽ đọc được lời trong tâm linh anh chị em tin không ạ khi anh chị em cầu nguyện thật nhiều vào thì tâm linh của anh chị em sẽ biết là à phải nhìn thấy nhu cầu ở đâu đó ôi chúa ơi, con nhìn thấy nhu cầu rồi con nhìn thấy mục vụ này con nhìn thấy người này người kia trong hội thánh con đang nhìn thấy nhu cầu rồi đây và khi khi anh chị em cầu nguyện như thế chú nói rằng trong tay con có gì làm điều nhỏ nhất thì phép lạ luôn luôn sẽ xảy ra. Amen chị em. tôi tin đấy là một cái nguyên tắc vàng bởi vì tôi đọc cái câu chuyện này và tôi ghép lại tất cả những cái phép lạ mà chúa làm trong kinh thánh luôn luôn điều đầu tiên đó là ngài động lòng thương xót và tiếp đó ngài nhìn thấy nhu cầu ngài làm theo hay là các môn đồ nhìn thấy nhu cầu vâng lời và làm theo thì phép lạ luôn luôn ở đằng sau tất cả những câu chuyện đó rồi chúng ta sẽ đi tiếp điều thứ tư đặt toàn bộ tiền bạc trong tay Chúa để Ngài nhân cấp. Ờ, chúng ta thấy rằng chính các, các, môn đồ khi mà đã tìm được 5 con cá và hai cái bánh rồi, thì Ngài bèn truyền các môn đồ bảo cho họ ngồi xuống thảy từng tròm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu xu này, lấy 5 cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân đông. Chúng ta ở cái câu số 41 này chúng ta vẫn thấy một cái điều lặp lại ở đây là môn đồ đưa năm cái bánh cho Chúa đúng không ạ? Và Chúa có phải trực tiếp ngài đưa cho các người dân không ạ? Không. Khi mà các môn đồ đưa năm cái bánh và hai con cá cho Chúa, họ tìm được những cái gì cuối cùng của họ, họ dâng lên cho Chúa đúng không ạ? Chúa tạ ơn Đức Chúa Trời và Đức, và chính Chúa Giêsu lại đưa lại cho các môn đồ 12 môn đồ đi chia những cái đấy cho tất cả đoàn dân ăn chúng ta thấy không đây là các môn đồ một hình hình ảnh ở đây là họ đưa tất cả những cái gì mà họ có trình dâng lên cho Chúa như tôi nói với anh chị em cái câu chuyện của cái cậu thanh niên người trong sách mát ấy ông có rất nhiều mà ông không dám trình dâng lên cho Chúa ông không dám đưa lên một cái nơi mà Đức Chúa trời sẽ làm được một cái phép lạ rất lớn lao trên cuộc đời của của ông ấy ông không dám làm nhưng mà các môn đồ đã rất là đói đưa năm cái bánh và nhìn thấy nhu cầu của đoàn dân như vậy đưa năm cái bánh vào tay Chúa đúng không ạ? chúng ta đã từng nghe một sư Joseph có nói một cái câu gì ạ? À? Chụ, uh, Joseph, câu chuyện của Joseph, ông ấy đưa, ông ấy đến là và người người quan Potiphar đúng không ạ? Và vua của Ai Cập, Joseph, tất cả những cái người đấy đã đặt toàn bộ tài sản của mình hay là hệ thống tiền bạc của mình vào trong tay của Joseph. Và Đức Chúa Trời nhân cấp tiền bạc của họ, đúng không anh chị em? Anh chị em nhớ câu chuyện đấy đúng không ạ? Chính Joseph là cái người được Chúa sức giàu ban ơn. Và khi Potiphar đưa toàn bộ hệ thống tiền bạc của mình lên cho Joseph, quản lý và chính vua Ai Cập cũng thế đưa toàn bộ hệ thống tiền bạc của của cả một vương quốc Ai Cập lên cho cái người kính sợ Chúa và Chúa đã nhân cấp cái khoản tiền đấy lên như thế nào đúng không anh chị em? Cũng như đây là một cái hình bóng cho chúng ta nhìn thấy đó là chúng ta đưa toàn bộ hệ thống tiền bạc của chúng ta chỉnh vào tay của Chúa. Chúa ơi, đây là tất cả những gì con có và con cầu nguyện với Ngài để cho con nhìn thấy nhu cầu của người khác, cho con nhìn thấy nhu cầu của hội thánh hay cho con nhìn thấy nơi nào là nơi mà con cần phải đầu tư. Amen chị em. Tôi tin khi anh chị em cầu nguyện điều đó, Chúa sẽ bày tỏ cho anh chị em biết đầu tư chỗ nào lên đầu tư. Thì anh chị em sẽ nhìn thấy phép lạ ở nơi mà anh chị em đầu tư. Amen, chị em. Nên là hãy luôn luôn nhìn vào cái nhu cầu. À, và điều thứ năm, à, chúng ta sẽ theo rất tốt. Cái điều này rất là quan trọng. Đây là cái cái điều mà thực sự nhiều người ngày nay, ấy, họ có rất nhiều tiền. Chị em ơi, nhưng mà họ theo sai chỗ nói thật đáng buồn hôm vừa rồi tôi có nói chuyện với một mục sư trong hội thánh của chúng ta là một mục sư cũng quản lý về tài chính của hội thánh tiền dân hiến ấy. tôi và anh có nói chuyện với nhau và có nói chuyện với đến một cái người chị em rất là nhiều tiền sử dụng cái đồng tiền của mình cũng cũng có lòng tốt thôi nhưng mà tại sao cứ đi theo nhiều vậy mà không thấy phước hạnh mấy chị dân hiến rất tốt nhưng mà anh chị em biết chị dân như nào không chỗ nào chị cũng dân mục vụ nào chị cũng dân hội thánh nào chị cũng dân người nào chị nhìn thấy là chị cũng dân thật ra cái đấy tấm lòng thì rất là tốt nhưng mà thật ra nếu mà để ý trong cái câu chuyện này ấy, chúng ta sẽ thấy chúa giêsu gieo hay là làm phép lạ vào đúng mục đích đúng một mảnh đất tốt đúng không anh chị em vậy chúng ta thấy trong tất cả những câu chuyện nếu như anh chị em đọc tất cả những ngụ ngôn mà trong kinh thánh tân ước nói về chúa giêsu khi chúa giêsu kể về các dụ ngôn ấy chúng ta sẽ liên tưởng được ra là tất cả đều liên quan đến gieo gặt đến tiền bạc đúng không ạ chúa nói luôn luôn trong cái uh, ngụ ngôn của Chúa liên quan đến cây vả, gốc cây, cành nho, rễ nho, uh, ta lưng, người chú, tha lỡ, các người gieo, các người gặt. cây lúa, mạ rồi tất cả những cái ẩn dụ của Chúa Giêsu luôn luôn liên quan đến gieo và gặt. Nếu như anh chị em để ý cái chi tiết đó. Và nếu như chúng ta gieo vào gặt ở đâu, Chúa Giêsu dù có một cái ngụ ngôn này nói đến bốn cái mảnh đất. Chúng ta thấy không? Bốn mảnh đất là gì Dọc đường này, đá sỏi này, bụi gai này và cuối cùng mới là đất tốt. Và hôm tôi nói chuyện với người anh em đó, người người anh em nói rằng là em ơi thực sự chúng ta là người quản gia của Chúa. Khi Chúa đã ban phước cho chúng ta về tài chính rồi, thì chúng ta cần phải quản gia cái đồng tiền đó thật là tốt. Phải gieo đúng nơi mà Chúa ngài muốn cơ. Mảnh đất tốt là ở đâu? Thì tôi vừa nói với anh chị em đó, cho con nhìn thấy nhu cầu. Hãy cho con nhìn thấy mảnh đất tốt để con gieo. Chứ con không muốn đầu tư tiền của con vào chỗ này nó lãng phí. Nếu như con đầu tư mà không thực sự không phải là điều mà mảnh đất tốt mà Chúa dành cho con ấy, thì cái đồng tiền đấy của con nó sẽ không sinh ra lợi. Chúng ta nhìn thấy lại một cái dụ ngôn nữa, Chúa nói, Chúa ban cho, Chúa sai ba cái người đầy tớ đến và đưa cho họ người thì năm ta lưng, người thì hai ta lưng và người thì một ta lưng. Có người thì làm lợi ra, có người thì đem trôn vào dưới đất. Và đây chúng ta lại nhìn thấy một cái dụ ngôn nữa là cũng liên quan đến tiền bạc và liên quan đến đất tốt và đất xấu, đúng không ạ? Nếu như chúng ta gieo vào đúng cái chỗ họ cần ấy, đúng cái chỗ mà Đức Chúa Trời ngày muốn chúng ta gieo ấy, thì phép lạ luôn luôn sẽ xảy ra, và người chị em đó tôi nói chuyện với mục sư đó thì nói rằng là người chị em đó thì uh, chú vẫn chúc phước bởi vì sao lòng của người ta rộng rãi mà thì chắc chắn rồi người ta sẽ được no lê nhưng mà không thấy một sự đột phá quá lớn tại sao bởi vì họ thực ra gieo chưa đúng cách chưa đúng cái mảnh đất tốt tại vì có những những người ấy, thực ra họ không thiếu thốn nhưng mà người đó vẫn gieo có những người ấy, họ cái người đó gieo chỉ vì gì ạ à? muốn lấy lòng muốn nghĩ tốt về tôi, tôi là người như thế này, có thể là như vậy, rất dễ chúng ta dâng hiến hay chúng ta làm những cái điều không phải là cái mảnh đất tốt anh chị em ạ. À. Nên là hãy luôn luôn xin Chúa cho con nhìn thấy nhu cầu để con gieo cái hạt giống của con. Tất cả những cái dụ ngôn mà Chúa nói trong Kinh Thánh luôn luôn liên quan đến hạt giống và đất tốt anh chị em ơi. Nên là hãy luôn luôn nhìn thấy là chúng ta phải gieo vào chỗ nào. Amen anh chị em. tôi sẽ gợi ý cho anh chị em cái mảnh đất nào anh chị em cần gieo nhé và mấy cách đây ba ngày à cách đây này ngày ấy, tôi suy nghĩ về hội thánh của chúng ta tôi nói thật điều này anh chị em nhé tôi đã cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta và tôi tin khải tượng cho hội thánh lời sự sống đó là gì ta sẽ làm cho ngươi được giàu có thịnh vượng về tài chính đúng không ạ và chúng ta ở nằm trong hội thánh lời sự sống Chúng ta lắm được khải tượng đó Và chúng ta tin rằng chúng ta sẽ giàu có Vừa vâng nãy chú nhắc tôi là đến thời điểm rồi Đến thời điểm chúng ta được thịnh vượng rồi Và đã có lúc mà chú cho tôi nhìn thấy hội thánh của chúng ta rất thịnh vượng Tất cả anh chị em của chúng ta rất thịnh vượng Nhưng vấn đề bây giờ chúng ta tìm hiểu là chúng ta gieo vào đâu Đến lúc rồi Và khi tôi cầu nguyện đó chú gợi ý cho tôi Anh chị em ơi Giáng sinh sắp tới có phải là mảnh đất tốt không Có đúng không ạ à, Các mục vụ uh, Yêu người lân cận, những cái mục vụ lũ lụt, những mục vụ uh, xây dựng nhà chúa, có vẻ là mảnh đất tốt không ạ? Rất tốt. Anh chị em ơi hãy nói Chúa con muốn gieo hay con muốn nhìn vào mảnh đất tốt chứ hãy cho con gieo vào điều đó. Được không anh chị em? Hãy nói với Chúa thế và Chúa sẽ hướng dẫn anh chị em. Và Chúa cũng đã dạy tôi con hãy nhìn xem. Hãy nhìn thấy nhu cầu của mọi người. Và các sứ đồ đã nhìn thấy nhu cầu của đoàn dân đông và đã gieo vào đúng chỗ và Đức Trời đã làm phép lạ cho cái đoàn dân đông đó anh chị em anh chị em nói rằng là ôi tôi sẽ thịnh vượng chắc chắn chứ bởi vì tôi nộp một phần mười mà nhưng tôi hôm nay tôi tôi chỉ cho anh chị em biết một phần mười như nào nhé à, rõ rồi chúng ta nộp một phần mười thì Chúa sẽ bảo vệ tiền bạc của cải của chúng ta đúng không ạ mọi người nói rằng có những người nói là tôi đã nộp đủ một phần mười rồi thì chắc chắn lời Chúa nói là tôi phải giàu có và thịnh vượng chứ hôm nay đọc cùng với tôi trong phân đoạn này nhé Malachi, nghe rất là quen thuộc đúng không ạ? Malachi chương 3, chúng ta sẽ đọc từ câu 9 đến câu 10. À, rồi đọc từ câu 10 đi. Vì câu trước, câu 9 thì nói rằng các ngươi tất tất thảy cả nước đều ăn trộm ta. Rồi câu 10 thì Kinh Thánh có chép như thế này. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức rêu va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. À, rất dễ chúng ta nó nghĩ rằng, ôi nộp đủ một phần 10 thì Chúa sẽ ban phước đến nỗi không chỗ chứa câu sau nhé. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ phá hoại, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Diêu Va vạn quân phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi nào có, là có phước vì các ngươi sẽ là đất vui thích. Đức Diêu Va vạn quân phán vậy. Câu 11 nhé. Anh chị em ơi, nộp thuế 1 phần 10 chỉ là gì ạ? Đức Chúa Trời bảo vệ tiền bạc của chúng ta để cho sâu bọ nó không ten rét. Tôi nói, anh chị em hỏi kỹ sư nông nghiệp mà xem. Khi mà chúng ta gieo trồng, chúng ta nộp thuế cho hợp tác xã, thì họ có trách nhiệm để bảo vệ cái mùa màng của chúng ta, chuột bọ rắn rét rồi tất cả mọi cái, thuốc trừ sâu rồi tất cả mọi cái đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta gieo cái gì là quyền của chúng ta? Đúng không anh chị em? ở câu 11 này chúa nói rằng này ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nút, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi bông trái thì phải có người gieo đúng không ạ chúa ngăn cấm chúa hứa như vậy đấy nhưng mà chúng ta gieo cái gì gieo cái gì trong mảnh đất mà chúa ban cho chúng ta thì lại liên quan đến là chúng ta phải khi chúng ta đã gieo rồi thì đức chúa trời sẽ ban phước cho chúng ta câu 11 10 này đến nỗi không có chỗ chứa được Đấy. Cho nên cái, cái phân đoạn này chúng ta chia sẻ về một phần mười này Chúng ta phải hiểu này Đây cũng là một mảnh đất mà Đức Chúa Trời Nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải gieo cái gì Và trong câu kinh thánh này cũng nói rằng Các ngươi hãy lấy, lấy điều này mà thử ra Anh chị em đã bao giờ đi chợ nhé Chúng ta đi mua hoa quả hay mua thức ăn ấy, Thì người ta mời anh chị em ví dụ quả nho à, Ăn thử đi Xem có ngọt không Thế anh chị em có ăn không Cầm lên Thế đấy là ăn thử hay ăn thật ạ à? Ăn thật chứ sao lại gọi là thử với tôi lấu ăn tôi bảo chồng tôi là anh ơi anh thử đi. Thực ra Chúa nói đây là thử này không phải là thử thách đâu anh chị em mà thử này là thử thật đấy anh chị em ơi. Thử thật có nghĩa là các con hãy làm thật đi. Hãy gieo thật đi thì ta sẽ đổ phước cho các con đến nỗi không có chỗ chứa được. Amen anh chị em. Nên là thử này chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn gì? Muốn cặn ngăn cấm tất cả những kẻ cắn phá đất của chúng ta và để cho chúng ta gì? Gieo vào đúng cái chỗ mà Đức Chúa Trời Ngài chỉ cho anh chị em chúng ta một cách đơn giản thế này thôi nhá nếu như anh anh chị em nghĩ rằng thuộc linh không quá cao để mà xin chúa chỉ chỉ cho anh chị em thì hãy nghĩ một đơn giản này hãy liếc con mắt mình một phát thôi xem ai chị ai cần nhu cầu ai có nhu cầu gì đúng không cái câu chuyện tôi vừa kể với anh chị em với cô bé dân tộc á cô nhìn là cô biết là ai có nhu cầu cần đôi dép của cô ấy cô tìm đúng cái cỡ chân cô ấy, vạch chân người ta ra cô đi cái đôi dép vào thì đấy chúng ta nhìn mà con mắt bình thường thôi chúng ta cũng đã nhìn thấy nhu cầu của anh chị em của chúng ta rồi kinh thánh có nói như này, này nếu ai ai trong chúng ta có của cải mà nhìn thấy anh chị em chúng ta Túng ngặt, túng thiếu mà lấy lòng chặt dạ thì tình yêu của Đức Chúa Trời làm sao có thể ở trong người đấy được. Amen chị em. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa, yêu Chúa nhưng mà chúng ta nhìn thấy nhu cầu của anh chị em chúng ta, chúng ta không làm. Thì đấy là chúng ta không hề yêu Chúa anh chị em ạ. À. Và tôi khích lệ anh chị em ở đây. Thực sự tôi đã học được cái điều này. Chúa dạy tôi khi mà tôi nghe một sư nhượng nói câu hội thánh của anh chị em đang thiếu cái gì. Nói về cái điều đó. Hãy làm về cái điều đó. Và tôi đã bắt đầu nói vì tôi bàn bạc với chồng của tôi. Một cái điều nữa muốn tâm tình chia sẻ với cô anh chị em ở đây một cái chỗ nữa này khi anh chị em có cần điều gì đó trong sự cầu nguyện ấy và tôi cũng bàn bạc với chồng tôi về khoản dâng sắp tới tôi cũng xin phép chồng tôi điều này điều kia anh ơi cho em bởi vì em nhìn thấy nhu cầu trong hội thánh em nhìn thấy anh chị em của chúng ta như vậy chúng ta phải lên một kế hoạch bởi vì sao chúng ta, kinh thánh nói gì chúng ta hãy làm những cái điều gì chúng ta có thể bởi vì uh, kinh thánh chúa nói như này khi mà chúng ta hãy cho thì người sẽ cho mình và người sẽ lấy đấu lớn nhận và lắc cho đầy tràn sẽ cho chúng ta đúng không anh chị em hãy hiểu như này kinh thánh cũng chép một cái câu để tôi đọc cho anh chị em nghe nhé dạ ở trong công vụ chương 20 câu số 35 á chính, chính sứ đồ nói như này sứ đồ phaolô à sứ uh, luca chép nhưng mà nói như này này tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối và nhớ lại chính lời đức chúa giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh anh chị em ơi ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh thì chúng ta nghe câu này nhiều rồi đúng không ạ hôm nay chú dạy tôi á ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh thì đây là một cái điều phước đấy sao chúng ta không tìm nhỉ đúng không ạ ban cho thì rõ ràng là có phước hơn nhận là nhận lãnh đây là đây là sách chép kinh thánh chép rồi nhỉ chính lời này là chúa giêsu phán ra ban cho thì tại sao chúng ta không tìm đi ban cho và chúa dạy tôi để con ơi đến bao giờ ấy khi mà con cho được ai cái gì đó ấy, mà con cảm thấy vui hơn là con được nhận thì đấy mới là tấm lòng ban cho, amen chị em. lấy ví dụ nếu như tôi tôi có tiền tôi cho người tôi tôi cho người chị em và người chị em nhận đúng không ạ thì Chúa sẽ chúc phúc cho tôi và người chị em rất là vui nhưng nếu như mà tôi là cái người có tấm lòng vui tôi cho người chị em ấy thì rõ ràng tôi sẽ đẹp lòng Chúa đúng không ạ nhưng mà như này tôi luôn luôn thích gì ạ tôi thích nhận hơn Bản bản tính con người là rất dễ dàng là thích nhận hơn rồi và nếu như chúng ta để ý nhá khi chúng ta nhận xong thì phép lạ có chảy tiếp không ạ rõ ràng không khi tôi nhận rồi mà nhưng kinh thánh chúa nói rằng cái người ban cho thì mới có phước hơn là cái người nhận và bao giờ chúng ta biết ban ra chúng ta biết dâng hiến chúng ta biết ban cho tìm những cái nguồn nhu cầu ấy thì chúng ta mới biết rằng là cái điều đấy có phước hơn là cái sự nhận được không anh chị em chú dạy tôi đấy vì thật ra con người chúng ta mà đa số thích nhận hơn là thích cho nhưng mà đây là cái điều cái cây phước mà Chúa nói mà chúng ta lại thường xuyên không tìm đến nên là hãy luôn luôn nhớ rằng Chúa ơi đến giờ dâng hiến rồi con vui quá con được chuẩn bị được dâng hiến rồi vì con biết rằng đây là cái thì giờ con được phước đây là cái việc làm mà con được phước Amen chị em chúng ta hãy về cùng nhau cầu nguyện với Chúa nhé để Chúa chỉ cho chúng ta những cái mảnh đất này những cái nhu cầu này tất cả những công việc này kinh doanh này buôn bán của anh chị em đầu tư của anh chị em hãy nói với Chúa Chúa ơi, cho con nhìn thấy nhu cầu đâu là cái nguồn mà con cần đầu tư đâu là cái nguồn mà con cần bỏ vốn vào, con bỏ vốn vào cái mảnh đất này có được hay không? Chúa ban cho anh chị em sự khôn ngoan đó và cái điều thứ hai các anh chị em phải cầu nguyện, tôi cầu nguyện thật nhiều trong tiếng mới và gì tâm trí của chúng ta sẽ hiểu được cái điều mà chúng ta cầu nguyện. Tôi tin á khi tâm tâm trí tâm linh chúng ta cầu nguyện tâm trí chúng ta sẽ đọc được cái lời cầu nguyện đó và Chúa sẽ chỉ cho anh chị em biết mảnh đất nào anh chị em cần đầu tư. Amen.